ก็ทำไมก็คิดถึงที่นั่นก็ผมไม่ไปไม่ที่กาเสกทำไปเลยที่กาเสกมีธุรกิจอะไรเถอะวิจัยที่กาเสกโมตาถูกยึดแต่ผู้ทุกตัวใหญ่thì những chúng ta thấy rằng bản thân dạ dày của chúng ta là một cái tổ chức mà nó cực to giống như chúng ta gọi là giống như cái tù và cái sinh trâu cái tù và đối với người đã chết ở trên thi hài thì do nó không còn cái chư lực nữa cho nên dạ dày sẽ bị xa xuống nó teo nhỏ lại và người ta mô tả nó gần giống như hình chữ G hình chữ G do nó bị mất chư lực dạ dày đi về cấu tạo chúng ta thấy rằng dạ dày như vậy sẽ gồm có hai mặt là mặt trước, mặt sau, có hai bờ cong nhỏ ở phía trong, bờ cong lớn ở phía ngoài, bờ cong nhỏ ở phía trong, bờ cong lớn ở phía ngoài. Nhiệm vụ của chúng ta, các bạn về xem tôi liên quan của mặt trước và mặt sau của trại này, liên quan của mặt trước và mặt sau của trại này, nhớ nhé. Ví dụ mặt trước trại này chúng ta có liên quan với gan trại này, mặt sau trại này có liên quan với tùy trại này. Chúng ta để xem dùng cái cấu trúc liên quan của mặt trước và mặt sau. Bây giờ về phân đoạn thì dạ dày sẽ được chia làm 5 phần chính. Phần thứ nhất chúng ta gọi là lỗ bụng vị, hoặc là chúng ta gọi là bụng, xin lỗi, bụng tâm vị. Phần thứ nhất chúng ta gọi là bụng tâm vị, tâm vị. Bụng tâm vị này là nơi mà chúng ta có thực quản khi nó xuyên qua dạ dày, xin lỗi, xuyên qua các cơ mặt và nối với dạ dày, nối với dạ dày. Thì cái bụng tâm vị này rất nhỏ thôi, nó chỉ khoảng từ 1-2 cm² thôi, rất nhỏ. Và bên trong bụng tâm vị này nó sẽ có lỗ tâm vị, có lỗ tâm vị. Thì lỗ tâm vị chính là nơi thức ăn đi từ thực quản xuống dạ dày. Đặc biệt cái lỗ tâm vị này nó chỉ có những cái vết cơ mà nó không tạo thành một cái van rõ ràng. Cho nên người ta nói rằng lỗ tâm vị không có van, không có van. Và vì không có van cho nên thức ăn đi vào cũng có thể đi ra được và chúng ta có cái nạn của nôn ói đúng không ạ, hoặc là trớ, chúng ta nghe nói cái từ trớ nôn sẽ có đến mức vậy khi nào gọi là trớ. Chị thấy ở trẻ em nó ăn no quá, chúng ta không cho bé chúng ta không cẩn thận thì nó sẽ ra một chút xíu sữa ở miệng chúng ta, chúng ta nó gọi là trớ, nghĩa là không có bệnh lý nhưng do dạ dày quá đầy và thiếu nhiều hơn nó sẽ đầy cái căng thẳng và cản trở. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo ở vùng tâm vị này nó còn có một cấu trúc được gọi là khuyết tâm vị. Khuyết tâm vị là giới hạn giữa thực quản và cái phần của dạ dày, giới hạn của vùng tâm vị. Phần thứ hai chúng ta gọi là vùng đáy vị. Vùng đáy vị này là phần nằm phía trên mặt phẳng cắt ngang qua huyết tâm vị. Đáy vị phần đẹp dày nằm phía trên mặt phẳng cắt ngang qua huyết tâm vị. Thì trong đáy vị này chúng ta sẽ có chứa khoảng 50-100ml khí, 50-100ml khí và nó giúp cho chúng ta tạo ra cái áp lực để co bóp của dạ dày. Và sau này chúng ta cũng thấy rằng khí khi chúng ta cho bệnh nhân đi chụp phim X quang thì nơi nào có khí thì sẽ tạo ra những lần chụp X quang có màu gì? Chúng ta chụp phổi chúng ta thấy có màu gì? Màu đen thì có khí. Như vậy ở đây chúng ta chụp cái bụng dạ dày chúng ta sẽ có cái khí phần nào ở vùng nào đấy đấy gì và nó là gần giống như một hình người liềm cũng được đúng không? Đúng không? Nằm ở bên phải bên trái thường thì này hơi lên sang bên trái đúng không? Cho nên sau này nếu chụp phim X quang mà chúng ta thấy có bóng hơi, hình liềm hơi nằm dưới cơ mặt ở bên trái thì đó là bình thường đấy, bất thường, bình thường. Nhưng nếu chúng ta thấy một cái liềm hơi dưới cơ mặt bên phải thì lúc đó sẽ là bất thường. Như vậy khi nào thì có liềm hơi đó được? Khi với có một lý do nào đó có khí xuất hiện ở trong cơ mặt, trong bộ mặt và khí sẽ có khuynh hướng đi lên cao nhất, cho nên sẽ nằm lên trên cơ mặt bên phải và thành liềm hơi dưới cơ mặt. Cho nên chúng ta sẽ nhớ nếu có liềm hơi dưới cơ mặt bên phải thường sẽ bị nhiễm của thủng ống tiêu hóa, có thể là thủng dạ dày, thủng ruột non, thủng ruột già v.v. đúng không ạ? Có liềm hơi dưới cơ mặt, đặc biệt bên phải này.
Phần thứ ba của dạ dày chúng ta gọi là phần thân vị. Thân vị như vậy sẽ nằm ở giữa hai mặt phẳng. Phía trên là mặt phẳng cắt ngang qua huyết tâm vị, và phía dưới là mặt phẳng cắt ngang qua huyết gấp, mặt phẳng cắt ngang qua huyết gấp của bờ cọc nhỏ, cắt ngang qua huyết gấp của bờ cọc nhỏ. Và thân vị như vậy chính là phần lớn nhất của dạ dày, và trong thân vị nó sẽ chứa nhiều các tuyến tiêu hóa, có nhiều tuyến tiêu hóa. Thì tuyến tiêu hóa của dạ dày sẽ tiết ra chúng ta một cái men, nó tên gọi là men, men gì ạ? Men Pepsi, men Pepsi, chúng ta là Pepsi nha, Pepsi. Thì men Pepsi này sẽ có tác dụng phân cắt các sản phẩm của protein để tạo thành những cái chuỗi polypeptide, cái chuỗi polypeptide. Và những cái chuỗi polypeptide này tiếp tục sẽ được đưa xuống đến ruột non, thì sẽ được tạo thành sản phẩm cuối cùng, đó là acid amin mà cần được sản phẩm. Và chính vì vậy, người ta thấy rằng chức năng chính của dạ dày không phải là chức năng tiêu hóa thức ăn, mà chức năng chỉ là gì là chứa đựng và nhào trộn thức ăn. Chứa đựng và nhào trộn thức ăn không có chưa tiêu hóa được phần nào cả. Các thành phần chứa của thức ăn như là mỡ, như là đường thì cũng hấp thu ở dạ dày, đúng không ạ? Còn protein thì nó chỉ được phân cắt thành cực kỳ nhỏ hơn chút thôi, đó là chủ protein. Khi chúng ta ăn xong thức ăn nằm trong dạ dày, chúng ta phải thời gian bao lâu? 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Cho nên thức ăn sẽ tồn tại trong dạ dày rất lâu. Sau 4 đến 5 tiếng đó thì nó mới được đưa xuống tới tá tràng của nó. Cho nên là trong thời gian này, sau khi chúng ta gây những nhân viên rối loạn tiêu hóa, ăn không gì còn là thức ăn thì sẽ ói ra ngay. Đúng không? Vì nó vẫn còn nằm trong dạ dày. Và có những trường hợp những bệnh nhân sau này chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân, thường hay đốt ói, nhưng bệnh nhân ói ra những thức ăn của cả ngày hôm trước. Ví dụ ngày hôm trước bệnh nhân có ăn những thức ăn thì bệnh nhân sẽ ói ra nó còn gì? Còn đen. Và đôi khi chúng ta sẽ bị nhầm, bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân bị chảy máu dạ dày. Nhưng mà nếu chúng ta phải kỳ thì chúng ta nói là bệnh nhân hôm trước là có ăn thức ăn. Nhưng mà nếu mà ngày hôm trước thì đã ký ra thức ăn đã xuống đâu rồi? Xuống đâu rồi? Xuống được non rồi. Thì làm sao còn dạ dày chúng ta ói được còn đây? Vậy nguyên nhân tại sao nó sẽ còn lại nằm trong dạ dày? Vậy sẽ có nguyên nhân đâu đây? Do sự bị hẹp lại, làm cho thức ăn không đi xuống được nữa. Đúng không? Và như vậy chúng ta sẽ có một cái trường hợp chẩn đoán sau này là bị hẹp một chút ở đây, và làm cho thức ăn không đi xuống được. Bệnh nhân sẽ ói ra thức ăn của ngày hôm trước. Rồi, chúng ta tiếp tục. Thành phần thứ tư, phần đoạn thứ tư chúng ta gọi là phần mô vị. Phần mô vị. Thì phần mô vị này được chia làm hai phần chính. Một được gọi là thang mô vị, và một phần được gọi là ống mô vị. Phần mô vị được chia làm hai phần: thang mô vị và ống mô vị. Cái phần thang mô vị này, trước đây người ta sẽ được gọi là phần thang vị. Thì trong phần hang vị hoặc là hang mô vị thì nó sẽ tiết cho chúng ta chính là acid HCl, acid lipoic HCl ở phần hang mô vị. Và chính cái acid này sẽ giúp chúng ta bảo vệ một phần của dạ dày. Tuy nhiên nếu ta tiết acid quá nhiều thì nó sẽ phá hủy cái lớp bảo vệ trong cái niêm mạc dạ dày và gây ra lết. Hoặc có những trường hợp dạ dày không nhiều nhưng cái lớp bảo vệ trên mặt chúng ta lại kém, nó cũng gây ra lết dạ dày, đúng không? Và chính vì vậy chúng ta sẽ có cái thuốc điều trị cho viêm lết dạ dày, chính là thuốc ức chế tiết ra axit, chúng ta gọi là thuốc ức chế thắt cộng, ức chế tiết ra axit. Và chúng ta cũng sẽ có thuốc làm tăng cái tố bảo vệ viêm mạc, chúng ta gọi là thuốc băng dạ dày, băng dạ dày để bảo vệ lết dạ dày. Để cho chúng ta điều trị viêm. Và cái phần thứ năm cuối cùng chúng ta gọi là phần lỗ mô vị. Lỗ mô vị chính là phần cuối cùng của dạ dày để nó tiếp tục mở thông vào đến tá tràng, và chúng ta sẽ nhớ lỗ mô vị ở đây sẽ có tổ chức cơ nó dày lên, được gọi là cơ thấp mô vị. Ở lỗ mô vị chúng ta sẽ có tổ chức cơ thấp mô vị, và nhờ cái tổ chức cơ này
nó sẽ tạo thành một chút kiểu giống như kim ba, và cho thức ăn di chuyển một chiều từ dạ dày xuống tá tràng, không có đi ngược lại, di chuyển một chiều từ dạ dày xuống tá tràng. Tuy nhiên cũng sẽ có những trường hợp do sự co thắt của ruột quá mạnh, ruột non quá mạnh, và đôi khi nó sẽ thay được những cái số các thành phần từ tá tràng có thể di ngược lên từ dạ dày và từ thế nào chúng ta cắt ký sinh trùng của ruột. Cho nên có những trường hợp chúng ta thấy là gì ạ? Có những bệnh nhân họ đã ăn, đã ăn thì cảm giác nó khó chịu bụng cổ, họ ho thì chúng ta nói là gì ạ? Họ đang dùng, đúng không? Nói là dùng, đó là chuyện chúng ta thấy dùng quá nhiều và do sự có thắt đầy từ đi qua chẳng hạn, và dưới cái môi trường axit nó không sống được, nó sẽ quẩy, nó quẩy thì nó sẽ có thắt tiếp tục, đầy tiếp tục lên trên chúng ta ói ra ngoài. Cho nên sẽ có chuyện ói là dùng là vậy. Và chính cái cơ thắt vô vị này có những trường hợp nó quá to, nó quá dày làm cho cái tổ chức cái lỗ này bị hẹp lại một cách tự nhiên. Khi em bé sinh ra cái lỗ này đã bị hẹp lại, người ta gọi là nhau một lý phì đạt cơ thắt vô vị. Và em bé sinh ra có bú được không ạ? Bú vào sẽ ói ra đây vì không tiêu hóa được, cho nên sẽ ra những em bé bú vào ói tiếp tục và đi chụp x quang thấy cái cơ thắt vô vị này sửa không đi xuống đường như ta trẻ. Thì trong trường hợp chúng ta phải phẫu thuật để làm mở cái lỗ mông vị này. Một trường hợp thứ hai sau này mà đại tôi có nói đó là có những trường hợp chúng ta bị lết dạ dày và bị lết ở ngay gần cái lỗ mông vị này. Khi bị lết làm thành những cái sẹo, nó làm cho cái tổ chức này nó bị co dính lại và làm cho hẹp mông vị. Khi hẹp mông vị thức ăn không đi xuống được, cho nên chúng ta sẽ có những trường hợp túi lại thức ăn trong dạ dày của những cái mục tiêu là chúng ta sẽ ói ra các cái mục tiêu. Mục tiêu thứ ba là không phải do lét nữa, lúc này sẽ xuất hiện khối u, chúng ta gọi là ung thư dạ dày, và nó sẽ che lấp ở cái lỗ mông vị này một cách hoàn toàn, tức là không đi xuống được nữa. Và dạ dày nó càng ngày chứa thức ăn càng nhiều, cho nên nó càng to ra và nó càng dạng xuống dưới, và khi chúng ta chụp phim thì dạ dày cũng phải nằm trên lưng thượng vị, lúc này dạ dày cũng bắt buộc hố chậu trái và hố chậu trái. Chúng ta gọi là dạ dày dạng thịt thoi, thịt chậu, nó dạng thịt to và hố chậu trái là những con lưng. Cái cơ thắt vô vị này sau này chúng ta cũng trong cái phẫu thuật dạ dày chúng ta sờ nó, đây là cái mốc khi chúng ta dùng tay chúng ta sờ dạ dày. Khi đến cái cơ thắt vô vị chúng ta sẽ thấy nó tạo thành cái vòng nó cứng lại, chúng ta sờ nó và đó chính là cái mốc. Chúng ta sẽ xác định những cái mạch máu giới hạn ở vị trí chúng ta phụ thuộc vào các vùng biển. Nào, như vậy chúng ta nhớ cái này chúng ta sẽ chia làm 5 phần như vậy. Về hình thể trong, thì dạ dày cũng như các thành phần của ống tiêu hóa cũng được tạo thành 5 lớp chính. 5 lớp. Ở ngoài cùng nhất được gọi là lớp thận mạc. Ở ngoài cùng nhất chúng ta gọi là lớp thận mạc. Thì lớp thận mạc này đó chính là do lá tạng của phúc mạc tạo nên. Thanh mạc là do lá tạng của phúc mạc tạo nên. Sau này khi nhắc tới thanh mạc, chúng ta nhớ đó là lá tạng của phúc mạc tạo nên. Ngay cả thanh mạc của ruột non cũng vậy, tổ chức thanh mạc của các cơ quan được sinh dục vân vân của tiết niệu, chúng ta nhớ đó là do lá tạng của phúc mạc tạo nên. Nó sẽ dính các cơ quan lá tạng. Chính vì vậy cái lớp thanh mạc này nó sẽ đảm bảo và chúng ta phải luôn luôn nhớ đó là trơn láng. Lớp thanh mạc luôn luôn phải trơn láng. Nếu chúng ta không cẩn thận trong phẫu thuật tạo lại cho chúng ta bị những vết thương và làm trề xước cái lớp thanh mạc này thì nó sẽ tạo nên là sẽ bị dính các tổ chức lân cận. Ví dụ dạ dày nó sẽ dính với các tổ chức lân cận vào cơ hoàn, vào gan. Ở ruột cũng vậy, ruột non thì các thành phần các quai ruột sẽ bị dính lại với nhau và gây ra là chúng ta bị gì tắc ruột này. Cho nên chúng ta nhớ một nguyên tắc là tất cả các thành phần phải trơn và lan.